Chào nị. Nị ơi, mùa thu tới rồi. Nhưng mà mùa dịch vậy không đi đâu chơi được hết á. Mà nị đừng lo, giờ cô với nị sẽ cùng xem hình mùa thu như thế nào ở khắp nơi trên thế giới nha. Coi đỡ vậy. Rồi, hình đầu tiên, cái này không phải là Disneyland đâu nha, mà là lâu đài Neuschwanstein. Cô cũng biết cô đọc đúng không nữa. Nó nằm ở dãy núi Alps thuộc miền Nam nước Đức. Còn hình này là hình một cái tàu leo núi. Mình đi nhớ cái lần mình đi tàu leo núi ở Fansipan không? Thì tàu này cũng vậy á, nhưng nó không có leo núi mà nó leo lên một ngọn tháp tên là tháp Petrin để ngắm toàn cảnh thành phố Prague. Thì Prague là thủ đô của nước Cộng hòa Séc. Rồi, hình số 3, cái này là vườn quốc gia Denali ở Alaska, Mỹ nè. Chỗ này đẹp và hoang dã lắm nha. Có sông băng, hang băng, có những dãy núi hùng vĩ chạy dài với rất nhiều loài động vật hoang dã sinh sống. Điển hình là mấy bạn gấu này nè. Hình thứ tư, đây là hình cung điện mùa hè ở Saint Petersburg ở Nga. Nhưng mà lạ lắm nha, mặc dù tên nó là cung điện mùa hè nhưng mà người ta nói nó lại đẹp nhất vào mùa thu. Ngộ ghê á. Rồi, hình số 5. Cái này á là một cái thác nước ở Iceland và nó chảy qua một cái cánh đồng dung nham cổ đại và nó tạo thành một cái dòng nước màu xanh lam như hình vậy này. Màu thật của nó cũng vậy luôn đó, chứ không phải người ta chỉnh màu đâu nha. Rồi, hình số 6. Cái này là hình của vùng Piedmont ở Ý. Thì vùng này nổi tiếng với ngành sản xuất rượu vang. Thì đây là hình những đồi nho đang đổi màu vào mùa thu nè. Đẹp quá ha. Rồi, và hình cuối cùng, cái này là hình hồ Louise ở Canada. Thì hồ này á được bao quanh bởi một cái dãy núi tên là dãy Canadian Rockies. Chỗ này á, thú vị lắm nha. Có suối nước nóng nè, có đường mòn đi bộ để trekking, ngắm cảnh nữa. Đó, vậy thôi. Nghĩ thấy không? Mùa thu chỉ có một, nhưng mà mùa thu á, thể hiện ở mỗi nước mỗi khác. Không có mùa thu ở đâu giống ở đâu hết á. Cũng như ở Sài Gòn mình nè, do mình ở xứ nhiệt đới nên thật ra cũng không có mùa thu gì mấy, chỉ có hai mùa nắng mùa mưa thôi. Nhưng mà ở Hà Nội thì có đó. Cô thì cô thích mùa thu lắm, tại nó không quá nóng, nó không gây dị ứng cho cô và nó cũng không quá lạnh, nó không làm cô nghẹt mũi. Còn nị thì sao, nị thích mùa nào nhất trong năm? Mong nị thành người đàng hoàng. Bye nị.